Trong tập trước, Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu được Vương Lâm giao trọng trách bảo vệ an toàn cho người điên, thế nhưng hai kẻ bảo vệ này lại không đi bảo vệ hắn, mà lại âm thầm giở thủ đoạn với chính người mà mình bảo vệ. Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu bày mưu, lừa lấy máu tiên quý giá của lão già điên, nhưng mọi chuyện bị Vương Lâm phát hiện, suýt chút nữa khiến hai ông nhõi hết vai tại chương này. Sau đó, Vương Lâm cùng người điên trở về thăm Chu Tước Tinh, thế nhưng tinh cầu đã được quy hoạch thành thánh địa của giới nội, cảnh vật xa lạ khiến Vương Lâm có chút man mác buồn. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Vương Lâm nhìn núi sông rất thân thuộc ở bên dưới, nhìn đỉnh Hằng Nhạc Sơn ở đằng xa, nhìn những ngôi nhà cỏ từ hơn 2.000 năm trước trên đỉnh núi, cảm giác thân thuộc kia càng ngày càng trở nên rõ ràng. Hằng Nhạc phái. Trên mặt Vương Lâm hiện lên một vẻ đau khổ, nhẹ nhàng tiến về phía trước, dưới bước chân của hắn có gợn sóng nổi lên, thân thể chợt biến mất. Ngay khi hắn biến mất, lão già đang đuổi theo thần sắc âm trầm, đồng tử trong hai mắt co rút lại, xúc địa thành thốn. Tu vi của người này ta nhìn không thấu, không ngờ lại biết thuật xúc địa thành tốn. Nhưng nơi này là cố hương của Phong Tôn, có rất nhiều tu sĩ đại thần thông đang ở đây. Người này tu vi có cao tới đâu thì cũng khó có thể tránh khỏi sự trừng phạt. Lão già ảnh mắt lóe lên, tản thần thức ra, thân thể nhoáng về phía trước, dưới chân cũng có gợn sóng nổi lên. Không ngờ cũng thi triển thuật xúc địa thành thốn. Dưới Hằng Nhạc Sơn, ở bên ngoài một khu rừng, đã trở thành một thành trì này được gọi là Hoàng Tổ Hào. Điều này trước khi Vương Lâm trở về cũng đã biết. Nhưng ở bên trong thành trì này có một ngôi nhà dường như tồn tại vĩnh cửu, không hề thay đổi. Căn nhà này chính là nhà của hắn năm đó. Ở xung quanh căn nhà này có một cái sân lớn, ở phía đông của cái sân này có một ngôi mộ đã được hậu nhân đời đời tu bổ, yên lặng nằm ở đó, như đang đợi đứa con đi xa trở về. Ở bên trong căn nhà này không có người nào, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh này, thân ảnh Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong sân, xuất hiện ở trước ngôi mộ kia. Hắn nhìn tấm bia trên mộ, trong mắt mơ hồ chảy xuống hai hàng nước mắt. Vương Lâm khóc, quỳ xuống trước mộ, ký ức thời thơ ấu hiện giờ không còn hiện lên trong đầu Vương Lâm như năm đó, lúc này hắn kiệt sức gục xuống ở trước mộ của cha mẹ, nước mắt không ngừng chảy xuống, hắn kinh ngạc nhìn tấm bia kia, tâm thần trong lúc bi ai những vẫn rất bình tĩnh, dường như ở nơi này, trái tim hắn mới thật sự thuộc về chính mình, mới thật sự được dừng lại nghỉ ngơi, toàn bộ nơi này đều không hề thay đổi, tất cả mọi thứ đều giống như năm đó, nơi này chính là nhà của hắn, thật sự là nhà của hắn. Giơ tay phải lên run rẩy vuốt về tấm bia trên mộ cha mẹ, vuốt những nét khắc lõm trên đó, nước mắt của Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Hắn trở lại Chu Tước Tinh không chỉ là để bái tế mộ cha mẹ, hắn trở lại Chu Tước Tinh không phải chỉ để thực hiện sự hiếu thảo ở trước mộ cha mẹ. Chu Tước Tinh mang theo ký ức nửa đời của Vương Lâm, mang theo nỗi nhớ cha mẹ, mang theo tất cả mọi thứ của hắn, khiến cho hắn mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần nhìn lên bầu trời đầu lạc vào trong mộng tưởng, cây có gốc rễ, lá rụng về cội, người có hồn. Hồn phải thương nhớ người thân, con không cần gì cả chỉ cần cha mẹ con sống. Để cho con và Uyển Nhi còn có Bình Nhi. Chúng ta cả nhà đoàn tụ, ta không cần gì khác cả. Đã rất lâu Vương Lâm không khóc giống như lúc này, hắn thật sự rất thương nhớ cha mẹ. Tiếng khóc thống khổ này vang lên giữa thiên địa yên tĩnh rất lâu không tiêu tan, vang vọng khắp nơi. Đã là người thì ai cũng có cha mẹ, cái cảm giác đau khổ khi cha mẹ qua đời. Theo năm tháng trôi qua có vẻ như chậm rãi tiêu tan, có vẻ như dần dần phai nhạt. Nhưng trên thực tế chính là bị chôn giấu ở trong lòng, chôn giấu ở trong linh hồn mà không ai hay. Càng về sau này, cái cảm giác đau khổ kia cũng sẽ càng ngày càng được chôn sâu. Nhưng một khi trào ra, thì sẽ thảm thiết đến kinh ngạc, khiến cho trời đất cũng phải động lòng. Người có tình cảm, cho nên mới được gọi là người. Người dám xông vào cố hương của Phong Tôn. Đúng lúc này, ở trên không trung của căn nhà hiện lên gợn sóng. Lão già kia bước ra, thần sắc hắn âm trầm, hai mắt mang theo một vẻ tức giận. Hắn rất tôn trọng Phong Tôn. Cố hương của Phong Tôn hắn quyết không cho ai xâm phạm. Lúc nãy đuổi theo, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Lâm đang quỳ ở trước mộ, nhìn thấy những giọt nước mắt của Vương Lâm, nghe tiếng khóc từ trong tim của hắn, lập tức liền dừng lời nói lại. Thân thể hắn run lên, ngây ra ở đó, trong đầu chấn động. Hắn biết đây là đâu, hắn biết trong mộ chôn những người nào, hắn biết trong thiên địa này chỉ có một người mới có tư cách quỳ ở chỗ đó, mới có tư cách ở trước ngôi mộ đó mà khóc giống lên như vậy. Cha, mẹ Thiết Trụ quay về thăm cha mẹ đây. Vương Lâm vuốt ve tấm bia mộ, giống như là nhìn thấy cha mẹ, như thể bọn họ đang đứng trước mặt mình, đang nhìn hắn, khiến cho ánh mắt ấm áp của hắn dường như suốt 2.000 năm chưa hề tiêu tan. Vương Lâm dường như không phát hiện ra lão già kia đã tới, vuốt ve tấm bia mộ, quỳ ở trước ngôi mộ. Tấm bia mộ kia rất lạnh, từng luồng hơi lạnh truyền vào trong tay nhưng lại hóa thành những tia ấm áp, sưởi ấm tâm thần hắn. Nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống, rơi lên trên ngôi mộ, dần dần thấm ướt ngôi mộ, giống như thấm vào trong, chảy lên người cha mẹ hắn. Cái lạnh ở trong tay, sự ấm áp ở trong lòng, nước mắt thấm ướt ngôi mộ khiến cho Vương Lâm cùng với ngôi mộ của cha mẹ trong khoảnh khắc này như dung hợp lại thành một thể.
sự dung hợp này toát lên một hương vị khó có thể nói nên lời. Lão già ở trên không trung đứng ngây ra nhìn tất cả chuyện này, tâm thần chấn động như có vô số lôi đinh nổ ầm ầm. Thân thể hắn mơ hồ run lên, trong đầu hắn đã có sự suy đoán. Sự suy đoán này khiến cho ánh mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Người có thể có tư cách quỳ trước ngôi mộ này, có thể có tư cách ở trước ngôi mộ này mà rơi lệ, có tư cách nói ra hai chữ cha mẹ, trong thiên địa này chỉ có một, đó chính là Phong Tôn. Trong cơ thể Vương Lâm dần dần như có một ánh sáng nhẹ nhàng tràn ra, bao phủ ngôi mộ kia. Hắn không để ý đến chuyện gì, chỉ quỳ ở đó không ngừng chảy nước mắt, bi thương nhìn tên cha mẹ ở trên tấm bia mộ. Nhưng lão già kia nhìn lại cũng phải thở hổn hển, hắn biết đây không phải là ảo giác. Ở trước mắt hắn, bên trái Vương Lâm bất ngờ xuất hiện một thân ảnh nữ tử hư ảo. Nàng yên lặng đứng bên cạnh Vương Lâm, nhìn ngôi mộ kia, rồi cũng quỳ xuống. Từ xa nhìn lại, nữ tử hư ảo này cùng với Vương Lâm giống như một đôi vợ chồng đang tế bái ở trước mộ của cha mẹ họ. Trong nháy mắt, ở phía bên phải của Vương Lâm, trước mắt lão già kia lại xuất hiện một thân ảnh hư ảo nữa. Thân ảnh này là một thanh niên này thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi, tướng mạo bất ngờ giống với Vương Lâm. Ngay khi thanh niên này xuất hiện, ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một hư ảnh thứ ba, đây là một nữ tử. Bọn họ ở trước ngôi mộ, thần sắc bi thương, cùng nhau quỳ. Cảnh tượng này dường như là một gia đình bốn người, vô cùng đầm ấm, nhưng không hiểu tại sao lại có một sự đau khổ từ trong tâm lão già truyền ra. Đúng lúc này, từ đằng xa trên không trung có tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy người điên kia trong tiếng cười ha hả đã đi tới. Đằng sau hắn là ba đệ tử của lão già đang gắt gao truy kích. Bọn họ trong nháy mắt đã đi tới phía trên căn nhà này. Ba đệ tử của lão già kia vừa mới gào thét tới gần liền lập tức bị sư tôn của bọn họ vung tay áo, trực tiếp cuốn ba người bọn họ đến bên canh, trừng mắt lên. Bọn họ lập tức ngừng quát tháo, đều cúi đầu không nói. Nhưng ngay khi cúi đầu liền nhìn thấy Vương Lâm đang quỳ ở trước ngôi mộ phía dưới. Người điên kia chạy ra rất xa, nhìn lại phía sau thấy không có ai đuổi theo liền không khỏi gãi đầu, thân thể nhoáng lên một cái hạ xuống cái sân bên trong căn nhà. Hắn thấy Vương Lâm đang quỳ ở cách đó không xa liền lập tức chạy đến, ho nhẹ một tiếng, rồi đi quanh Vương Lâm vài vòng. Hắn mơ hồ nhìn thấy ba hư ảnh ở bên cạnh Vương Lâm. Đối với tất cả mọi chuyện, Vương Lâm đều ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn yên lặng quỳ ở đó, vuốt ve tâm bia, giống như đang vuốt ve khuôn mặt già nua của cha mẹ. Thiên địa lúc này rất âm u, trời đã về chiều, toàn bộ trận pháp của triệu quốc đều lóe lên kịch liệt. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ đại thần thông trên Chu Tước Tinh lúc trước đã cảm nhận được trận pháo này dao động, đã hóa thành hơn 10 đạo cầu vồng gào thét, trong nháy mắt đã xông vào bên trong trận pháp. Sau khi tiến vào triệu quốc, hình như họ đã phát hiện ra, đi thẳng tới chỗ của Vương Lâm. Bầu trời âm u bị từng đạo cầu vồng xẹt qua, bên trong những đạo cầu vồng kia hiển lộ ra rất nhiều tu sĩ, lần lượt xuất hiện giữa không trung, đứng ngây ra nhìn Vương Lâm đang quỳ trước ngôi mộ bên dưới. Có một vài người là tu sĩ bản thổ của Chu Tước Tinh đã từng gặp Vương Lâm. Lúc này sau khi nhìn thấy Vương Lâm đang quỳ ở trước mộ, liền lập tức nhận ra thân phận của Vương Lâm. Phong Tôn, Vương Lâm, từng trận tiếng kinh hô từ trong miệng những tu sĩ nhận ra Vương Lâm truyền ra, làm nổi lên một trận xôn xao, giống như dấy lên một cơn gió lốc, khiến cho tất cả những tu sĩ tới đây đều chấn động, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sớm còn có sự kích động không thể tin được. Ba đệ tử của lão già kia lại càng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới người đi cùng người điên kia, người bị bọn họ mắng là bọn người thô tục không ngờ lại chính là Phong Tôn. Lúc này trong đầu trống rỗng, ba người này đã mất hết cả phản xạ, đứng ngây ra ở đó. Không trung ở đằng xa lóe sáng, một đám mây đỏ gào thét bay tới, trong nháy mắt đã tới gần nơi này. Từ bên trong đám mây có một lão già đi ra, hắn mặc hồng bào, dung nhan không giận nhưng rất uy nghiêm. Mơ hồ có thể nhận ra dung nhan của lão già này rất giống với tướng mạo của Chu Vũ Thái năm đó. Lão già này không ngờ chính là người đứng đầu Chu Tước Tinh, Chu Vũ Thái. Hắn nhìn Vương Lâm đang quỳ lạy, thần sắc lộ ra vẻ hồi tưởng, yên lặng đứng ở đó hồi lâu. Trong sự yên tĩnh của những tu sĩ bốn phía, nhẹ giọng nói một câu, ngươi đã về rồi. Vương Lâm không ngẩng đầu, vẫn nhìn tấm bia mộ, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, đã về rồi. Chu Vũ Thái đã già, thân thể của hắn toát ra một mùi vị tang thương. Hắn bước tới, đi tới gần Vương Lâm, hướng về ngôi mộ vái một cái, các ngươi cũng đi đi, để cho ta và hắn yên tĩnh một chút. Chu Vũ Thái ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người ở trên không trung. Mặc dù ở nơi này có không ít tu sĩ tu vi cao hơn hẳn, nhưng Chu Vũ Thái là người đứng đầu Chu Tước Tinh, thân phận của hắn trong những tu sĩ này là cao nhất, lời nói của hắn còn cao hơn cả tu vi. Hơn 10 tu sĩ xung quanh trầm mặc nén sự kích động xuống, sau khi hướng về Vương Lâm vái dài một cái, rồi lại hướng về ngôi mộ vái một cái nữa, lúc này mới mang theo vẻ cung kính xoay người rời khỏi. Trong số họ có không ít những tu sĩ không xuất thân từ Chu Tước Tinh mà từ những nơi khác tới, tự nguyện thủ hộ Chu Tước Tinh, lấy đó để thể hiện sự kính trọng Phong Tôn. Lão già kia cũng mang theo ba tên đệ tử vẫn còn đang không thể tin được rời khỏi. Trong nháy mắt, ở bên trong căn nhà này chỉ còn lại Vương Lâm, Chu Vũ Thái và người điên kia. Người điên kia sau khi nhìn nửa ngày, cảm thấy có chút buồn bực, liền ngồi xuống ở một bên.
dựa vào tường nhắm mắt ngủ. Lần này trở về ngươi định ở lại bao lâu? Chu Vũ Thái trầm mặc trong chốc lát, ngồi ở bên cạnh Vương Lâm, tay phải khẽ lật lấy ra hai bầu rượu đặt ở bên cạnh, nhìn ngôi mộ, nhẹ giọng nói. Vương Lâm nhấc tay đang vuốt ve tấm bia mộ lên, yên lặng ngồi trên mặt đất. Ba hư ảnh bên cạnh hắn chậm rãi biến mất, cũng không lâu lắm. Vương Lâm cầm lấy một bầu rượu, đặt lên khóe miệng uống một ngụm. Đây là... Rượu ở trong bầu có một mùi vị rất quen thuộc, dường như hắn đã quay trở về 1000 năm trước. Đây là rượu của Tăng gia, năm đó ta đã để lại không ít, chính là để cùng với ngươi sai một trận. Chu Vũ Thái nhẹ giọng nói, đứa nhỏ của Tăng gia kia ta cũng đã nhận hắn làm đệ tử. Nếu như hắn biết ngươi trở về nhất định sẽ rất mừng. Chu Vũ Thái cầm lấy bầu rượu, sau khi uống một ngụm nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, Vương Lâm trầm mặc, trước mắt như hiện lên đứa nhỏ Tằng Ngư năm đó, đứa nhỏ đó tư chất không tồi. Cảm ơn, Vương Lâm nhìn mộ cha mẹ, nhẹ giọng nói, cảm ơn cái gì, thân phận đứng đầu Chu Tước Tinh này cũng là người năm đó đã cho ta, nhưng ta không thể ngăn cản Chu Tước Tinh thay đổi. Sau khi ngươi trở thành phong tôn, có rất nhiều người tới đây, bọn họ cũng có ý tốt, muốn nơi này trở thành thánh địa, ta chỉ có thể giữ lại 1 triệu quốc này. Chu Vũ Thái cười khổ lắc đầu, uống một hớp lớn, ta biết ngươi là một người hoài cổ, có lẽ nơi đây thay đổi quá nhiều, khiến cho ngươi cảm thấy xa lạ. Chu Vũ Thái than nhẹ, Vương Lâm không nói gì, uống mấy hớp rượu, sau khi uống hết cả bầu rượu, Chu Vũ Thái lại lấy ra vài bầu nữa đặt ở phía trước hắn. Ánh trăng trên bầu trời u ám dần dần bao phủ mặt đất, trong vẻ nhu hòa cũng có một chút lạnh lẽo. Hai người nhìn ánh trăng, uống rượu từ năm đó, ở trong nhà của Vương Lâm chậm rãi vừa uống rượu vừa ôn lại chuyện cũ. Vân tước tử của Phù Văn tộc đã hết tuổi thọ mà chết, ta đã mai táng cho hắn. Trước khi hắn chết vẫn còn gọi tên ngươi. Vân Thiên Tông ngày nay đã trở thành một trong 9 đại tông môn, nhưng những cố nhân năm đó cũng đã tư tán hết. Chu Tước Tinh hiện giờ đừng nói ngươi thấy xa lạ, mà ngay cả ta cũng còn cảm thấy như vậy. Những người năm đó còn lại rất ít, rất ít. Chu Vũ Thái uống rượu, thần sắc mang theo vẻ hồi tưởng. Còn nhớ Chu Tử Hồng ở Hòa Phần Quốc không? Sau này ta mới biết các ngươi có quen biết, nàng theo mẫu thân Phượng Túy nhiều năm trước đã rời khỏi. Nghe nói đã bái nhập vào một tông phái nào đó ở Triệu Hà. Đạo lữ của Chu Tử Hồng kia mấy năm trước đã tử vong trong một trận đại chiến. Vương Lâm, quả thật ta rất hâm mộ ngươi. Ánh trăng càng ngày càng dày đặc, mặt trăng ở trên cao tỏa ánh sáng tràn ngập. Chu Vũ Thái hình như đã hơi say, có lẽ không phải thân thể hắn say, mà là hồn say. Ngươi dám đi khỏi Chu Tước Tinh này, dám vật lộn với sinh tử, ta không dám, ta chỉ có thể thủ hộ ở nơi này. Trên mặt Chu Vũ Thái hiện lên vẻ đau khổ. Ta ở đây đã hơn 1000 năm, ta thủy chung không quên được năm đó ngươi đã chỉ định ta làm người đứng đầu Chu Tước Tinh, rồi một mình rời khỏi, bóng lưng dần dần tiêu tan giữa bầu trời. Khi đó tuy ta cũng hâm mộ, nhưng không thể nhiều như hôm nay. Còn nhớ tên đệ tử của ta không? Chu Vũ Thái uống xong một hớp rượu lớn, ánh mắt lộ ra vẻ bi ai. Hắn đã chết nhiều năm rồi, hắn là ý cảnh hóa thần của ta, ta đã từng hứa với hắn ra sẽ bầu bạn với hắn cho tới khi hắn chết, ta đã mai táng hắn ở trên Chu Tước Tinh. Mỗi một lần ta có ý nghĩ muốn rời khỏi Chu Tước Tinh này, ta đều tới nhìn hắn một cái, rồi yên lặng một mình uống rượu ở trước mộ của hắn. Chu Vũ Thái cúi đầu, tên đệ tử kia của ta rất nhớ nhà, hắn không muốn rời khỏi quê hương. Vương Lâm không nói gì, cùng với Chu Vũ Thái uống rượu của Tăng gia, cho đến khi ánh trắng dần dần tiêu tan, cho đến khi chân trời hửng nắng mới ngẩng đầu. Vương Lâm, Hồng Điệp có thể vẫn chưa chết. Chu Vũ Thái trong lúc hồn say, ngay khi trời vừa sáng liền nói ra một câu. Vương Lâm cầm chén rượu nhìn Chu Vũ Thái, vì câu nói kia mà sững lại. Trước mắt hắn hiện ra con người năm đó cực kỳ kiêu ngạo, một thời trói lọi trên Chu Tước Tinh. Cuộc sống của Hồng Điệp rất ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rực rỡ, dù là Vương Lâm ngày nay cũng khó có thể quên nổi. Nữ tử thà chết chứ không chịu khuất phục đó lãnh ngạo tới cực điểm, dù là đối với người sở hữu Chu Tước Tinh cũng không cúi đầu. Hồng Điệp kia giống hệt như tên nàng, chính là cánh bướm do ánh sáng trói lọi trên bầu trời hóa thành. Cánh bướm này tuyệt đẹp, khiến cho vô số người vĩnh viễn không quên. Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ hồi ức, chậm rãi đặt chén rượu xuống. Nhìn Chu Vũ Thái, chỗ của Hồng Điệp là ở Tuyết Vực Quốc đã tiêu tan trong 5 tháng, vĩnh viễn biến mất. Chuyện này có liên quan tới phong ấn của người năm đó, tu sĩ Tuyết Vực Quốc ngày nay dù còn sống sót lại cùng đã phân tán, trở thành người của cửu đại tông môn. Chu Vũ Thái ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, chậm rãi mở miệng. Nhưng sau khi Tuyết Vực Quốc tiêu tan, ta ở bên trong vùng trống trải đó cũng phát hiện ra một nơi. Thần sắc Chu Vũ Thái ngưng trọng, uống một ngụm rượu rồi nói, ngươi còn nhớ hay không? Sư tôn của Hồng Diệp, vị sư tôn đó năm xưa đã tính ra Hồng Điệp có một đại nạn sinh tử. Kiếp nạn này nếu có thể vượt qua thì thân thể của nàng sẽ đại thành. Vương Lâm trịnh trọng gật đầu. Nơi ta phát hiện ra chính là nơi mà sư tôn Hồng Điệp sau khi chết phong ấn. Tu vi của sư tôn Hồng Điệp có thể không cao nhưng Chu Mỗ cho tới nay vẫn không thể hiểu nổi nàng làm sao lại có thể bố trí một trận pháp phức tạp như vậy. Bên trong trận pháp này có một ít tóc của Hồng Điệp. Giọng nói Chu Vũ Thái bình thản, tiếp tục cất lời. Trận pháp gì? Vương Lâm mơ hồ cảm thấy nghi hoặc, đôi mắt sũng lại.
Ta cũng không hiểu về trận pháp lắm, nhìn không ra đầu mối sâu bên trong. Ta biết chuyện ngươi và Hồng Điệp, do đó ta liền giữ gìn trận pháp cho tới ngày nay. Lúc này ngươi đã trở lại, tớ nhìn một cái là biết. Chu Vũ Thái đứng dậy, nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn lại phần mộ phụ mẫu, mục đích hắn trở lại là để tế bái phụ mẫu. Lúc này thở sâu một hơi, không đánh thức người điên đang ngủ mà bước một bước cùng Chu Vũ Thái tiến vào không trung. Phía bắc Chu Tức Tinh, nơi trung tâm của một vùng núi non trùng điệp của một pho tượng Chu Tức khổng lồ. Pho tượng này chính là vật năm xưa, cũng là động phủ ngày nay của Chu Vũ Thái. Bầu trời vặn vẹo một chút, Vương Lâm thấy một trận pháp kỳ dị đã được Chu Vũ Thái na di tới nơi này. Trận pháp này lớn tầm 10 trượng, chiếm cả mặt đất của thạch thất, khiến cho bốn phía tràn ngập những mảnh hàn băng. Những mảnh hàn băng này màu lam, bao phủ cả trận pháp. Ở vị trí trung tâm của trận pháp có một đám tóc đen bị đóng băng. Toàn bộ trận pháp đã đình trệ nhiều năm, không có chút dấu hiệu vận chuyển. Chính là trận pháp này. Chu Vũ Thái nhìn trận pháp, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Trận pháp này với tu vi của sư tôn Hồng Điệp năm đó, ta không tin được là nàng có thể bố trí. Trận pháp này hơi phức tạp, trong đó ẩn chứa nhiều cấm chế. Đúng như lời Chu Vũ Thái nói, tu sĩ bước đầu tiên không thể bố trí nổi. Nếu không phải năm đó khi ta phát hiện ra trận pháp đã đình trệ thì bằng vào tu vi của ta chắc chắn đã bị trận pháp gây thương tích. Chu Vũ Thái chậm rãi mở miệng nói. Vương Lâm cúi người xuống, tay phải đặt lên trên hàn băng của trận pháp. Lập tức hàn băng này lóe lên những tia sáng chói mắt, hàng loạt tiếng nổ vang truyền ra, khiến cho trận pháp có dấu hiệu vận chuyển trở lại. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ tính toán, một lát sau liền buông tay phải. Trong nháy mắt khi tay phải hắn tách khỏi hàn băng, trận pháp này liền từ từ đình trệ. Đây là một phần hồn truyền tống trận. Vương Lâm trầm ngâm một chút, bình thản mở miệng, chắc chắn phải có tu vi tịnh niết hậu kỳ đại viên mãn, thậm chí là tu sĩ có tu vi cao hơn mới có thể bố trí trận pháp này. Đúng là không phải sư tôn của Hồng Điệp, hoặc là lúc đó người này ẩn tàng tu vi, nhưng nếu ẩn giấu tu vi thì những việc sau đó của Hồng Điệp lại không thể giải thích nổi. Vương Lâm bình tĩnh nói, tác dụng của trận pháp này đó là từ phần hồn ở đám tóc đen này mà đem phần hồn đó truyền đi, chẳng qua là không rõ nó được truyền tới địa phương nào. Trên đám tóc này có khí tức của Hồng Điệp, như vậy thì Hồng Điệp có thể thực sự chưa chết. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tiếp tục phân tích, việc này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không ngờ rằng ở trên Chu Tước Tinh lại còn có sự việc bí ẩn tới mức này. Năm đó sư tôn của Hồng Điệp tính ra nàng gặp phải kiếp nạn sinh tử, nàng rất có thể biết kiếp nạn này khó né tránh. Không biết dùng phương pháp gì mà tìm được trận pháp này, trước khi Hồng Điệp bị mất mạng mới đem một phần hồn phách truyền tống đi, muốn dùng phương pháp này để giúp Hồng Điệp lưu lại một con đường sống, do đó dù là Hồng Điệp đã mất mạng nhưng có một phần hồn phách này thì vẫn có thể đoạt xá sống lại, nhờ phương pháp này mà tránh khỏi đại nạn sinh tử. Vương Lâm đứng dậy nhìn về phía Chu Vũ Thái, thần sắc Chu Vũ Thái lộ vẻ suy tư, sau khi suy nghĩ một lúc liền trầm giọng nói, trận pháp này năm đó ta phát hiện ra thì đã từng dở lại điển tích của Chu Tước Tinh, phát hiện ra một việc bí ẩn, tu sĩ Tuyết Vực Quốc và Cự Ma tộc đều là từ bên ngoài tới. Vương Lâm trầm mặc, rời khỏi thạch thất, đứng trên pho tượng Chu Tước nhìn lên bầu trời, ánh mắt dường như xuyên thấu cả thiên địa, thấy được tinh hải mênh mang. Dù chân tướng thế nào, Hồng Điệp không chết cũng là việc khiến người ta mừng rỡ. Có thể lúc này nàng đang ở nơi nào đó trong tinh hải, cũng nhìn về Chu Tước Tinh này, chỉ là không biết nàng có còn ký ức, có còn nhớ chuyện xưa hay không. Tiếng nói của Vương Lâm hơi mờ ảo, rơi vào tai Chu Vũ Thái ở phía sau. Nàng không chết ta cũng rất vui mừng, cố nhân không nhiều lắm, mong rằng trong khoảng đời còn lại của ta có thể gặp được nàng một lần. Chu Vũ Thái mỉm cười gật đầu, cừu hận năm đó đã trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã tiêu tán trong năm tháng, có thể ta đã tìm thấy nhà. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, hắn hồi tưởng lại cẩn thận hơn 2000 năm nay, nhưng vẫn không có chút đáp án. Mà thôi, nếu nàng muốn cho chúng ta biết thì sẽ có ngày gặp lại, nếu nàng không muốn vậy thì cứ coi như nàng đã chết đi. Thần sắc Chu Vũ Thái hơi xuống dốc, hắn nhìn Vương Lâm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chu huynh, Vương mỗ phải đi rồi. Vương Lâm xoay người nhìn Chu Vũ Thái, ôm quyền nói. Ánh mắt Chu Vũ Thái phức tạp, do dự một chút liền ôm quyền, nhẹ giọng nói, ngươi những năm này có từng gặp Liễu Mi không? Gặp, nàng đã chết rồi. Vương Lâm nhìn Chu Vũ Thái, sau đó chậm rãi mở miệng, sắc mặt Chu Vũ Thái tái nhợt, khổ sở lắc đầu, không nói gì thêm. Vương Lâm rời đi, thân ảnh hắn tiêu tán trên pho tượng Chu Tước. Chu Vũ Thái vẫn đứng uyên lặng nơi đó, nhìn về phía Vương Lâm biến mất, thần sắc lại càng xuống dốc. Liễu Mi đã chết, Chu Vũ Thái than nhẹ, ngồi xuống cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Trong lòng hắn thủy chung vẫn có một thân ảnh đó trong gần 2000 năm nay vẫn không hề tiêu tan. Uống cho tới khi trời tối mịt. Chu Vũ Thái nhìn bầu trời cười ha ha, trong tiếng cười lộ vẻ bi ai, còn có hồi ức nồng đậm. Không ai biết năm đó hắn vẫn yêu Liễu Mi, ngay cả Vương Lâm cũng chỉ vừa qua thần sắc của Chu Vũ Thái mà nhận ra điểm này. Nhưng hắn có thể nói gì đây? Ở trong căn nhà cũ nơi Triệu Quốc, trước phần mộ cha mẹ, Vương Lâm giữ đạo hiếu 7 ngày. Hắn không hề ly khai nơi này, trông nom phần mộ phụ mẫu, uống rượu cho qua 7 ngày này. Trong 7 ngày này Vương Lâm để cho tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Hắn giống như một lão nhân, không nghĩ đến chuyện gì nữa, không để ý tới lực lượng bài xích trong cơ thể mà chìm đắm vào trong nỗi bi ai khi làm bạn với phần mộ phụ mẫu, lặng yên nhìn ngắn qua đêm tới, nhìn mặt trăng mặt trời thay thế nhau trên bầu trời. Người điên cũng đã tỉnh ngủ từ lâu, vặn vẹo bẻ cổ bắt đầu lải nhải bên tai Vương Lâm. Tiếng nói của hắn vang vọng trong nhà, lại đoạt cả bầu rượu trong tay Vương Lâm, bắt đầu uống vài ngụm rồi nói lung tung. Thậm chí sau khi uống nhiều rượu hắn còn say, bắt đầu hát hò, khiến cho sự yên lặng và ưu tư trong căn nhà có hơi tiêu tán đi. Đến ngày thứ 8, Vương Lâm đứng trước phần mộ cha mẹ dập đầu, hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bia mộ cha mẹ, xoay người bước một bước rời đi. Một bước này hắn từ một phàm nhân du đãng hồi hương lại trở lại làm tu sĩ lần thứ hai. Tu sĩ lãnh khốc, một bước này bước ra, Vương Lâm từ thế gian trở lại vơi tu chân giới gió tanh mưa máu. Hắn đối mặt không phải là hồi ức phụ mẫu ôn nhu mà là tu chân giới đầy nguy cơ sinh tử, người lừa ta gạt, con đường này là con đường không có lối về. Đã bước lên con đường này thì nhất định phải kiên quyết dứt khoát, không thể ngừng lại, cho dù có quay đầu lại thì cũng chỉ ngắn như một chớp mắt mà thôi. Trên Chu Tước Tinh ta còn muốn tới một nơi cuối cùng. Vương Lâm mang theo người điên đứng trên bầu trời của Chu Tước Tinh, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nơi đó chính là cái hố sâu của phù văn tộc năm đó, nơi ẩn chứa bí mật của phù văn tộc, nơi đó phân thân của Hoàng Long chân nhân vẫn muốn đi vào. Đó là tầng thứ 19 của phù văn tộc, rốt cục có rất nhiều bí mật khiến Vương Lâm phải băn khoăn rất lâu. Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm mang theo người điên vẫn luôn líu lo bên cạnh, hóa thành hai đạo cầu vồng bay thẳng tới cái hố sâu của phù văn tộc. Hố sâu của phù văn tộc không thay đổi nhiều lắm so với Chu Tước Tinh, vẫn nằm ở vị trí cũ. Những năm gần đây, nó đã trở thành một trong những địa phương thần bí nhất Chu Tước Tinh, thường xuyên có tu sĩ tiếng vào nơi này dò xét bí ẩn. Nhất là trong những thập niên gần đây, cùng với một số tu sĩ bên ngoài tiến vào Chu Tước Tinh, chậm rãi cũng có một ít người xâm nhập vào bên trong hố sâu, nhưng đều không thu hoạch được gì, chưa người nào có thể tiến vào tầng sâu nhất của hố này. Thân ảnh của Vương Lâm và người điên trong nháy mắt liền xuất hiện bên ngoài hố sâu. Hắn liếc nhìn hố sâu một cái, thân thể nhoáng lên, đang định bước vào thì người điên lại mặc kệ tất cả, hướng về phía Vương Lâm hét lên, không đi không đi, bổn vương không thèm đi, bổn vương ở chỗ này chờ hay hơn, ha ha, người tự đi đi, đi ra lại tìm bổn vương là được rồi. Đôi mắt người điên đảo vòng quanh, lắc đầu lùi lại phía sau. Vương Lâm liếc nhìn người điên một cái, ánh mắt như điện, khiến tiếng hét của người điên nhỏ lại không ít, nhưng hắn vẫn lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Vương Lâm đã hiểu tâm tư của người điên này, hắn chẳng qua chỉ muốn chơi đùa trên Chu Tước Tinh một phen, tâm tính bất định, Vương Lâm cũng không muốn làm khó hắn. Lúc này khẽ gật đầu, xoay người không để ý tới hắn nữa mà bước về phía trước mấy bước, biến mất trong hố sâu. Người điên thấy Vương Lâm đi rồi, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, thì thào chạy về phía xa. Ba nương tử lúc trước không cho bổn vương biết tên tuổi họ, thần sắc bọn họ lúc trước rất cổ quái, ha ha, bây giờ bổn vương sẽ đi tìm bọn họ, nhất định lần này bọn họ sẽ phải xưng tên với bổn vương. Người điên đắc ý càng chạy càng xa, chậm rãi biến mất trên bầu trời. Chỗ phù văn tộc này Vương Lâm đã tới mấy lần rồi, cho dù đã qua nhiều năm nhưng hắn vẫn nhớ rõ, đối với vị trí cửa vào từng tầng đều nắm được. Giờ phút này thân thể lóe lên trong vùng đấy phù văn tộc, dọc theo đường đi hắn không dừng lại chút nào, thường chỉ vừa tới một tầng là thân thể liền nhoáng lên, sau khi biến mất liền xuất hiện ở thông đạo tới tầng tiếp theo. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đi tới tầng thứ 16. Trong tầng thứ 16 này có đạt 13 chiếc quan tài bên trên lập lòe phù văn. 13 chiếc quan tài này tạo thành một vòng tròn lượn quanh, ở giữa là một hồ nước màu đen, tỏa ra từng trận hàn khí, tràn ngập bốn phía. Mấy cái quan tài này chỉ có sau tu vi dương thực mới có khả năng phá vỡ. Năm đó Vương Lâm có thể đi vào đây đều là dựa vào lực lượng của đầu to mới tiến vào được tầng thứ 17. Giờ phút này thăm lại chốn xưa, thần sắc Vương Lâm bình thản bước từng bước về phía trước. Trong nháy mắt khi tới gần hồ nước kia, phong ấn trên đó không chịu nổi uy áp vô hình trên người Vương Lâm, ầm một tiếng liên sụp đổ, xuất hiện một dòng xoáy thật lớn. Dòng xoáy này cuộn động hồ nước màu đen, chậm rãi mở ra cửa tiến vào tầng tiếp theo. Vương Lâm cất bước, hoàn toàn biến mất. Khi xuất hiện thì hắn đã đi tới tầng thứ 17 của phù văn tộc. Nơi này tràn ngập những sợi xích sắt, có vô số hồn phách và thây khô của tiên nhân bị phong ấn, trở thành thủ vệ ở nơi đây. Cảnh tượng năm đó vẫn còn trong trí nhớ Vương Lâm. Hắn đã từng ở nơi này triển khai một hồi ác chiến, khiến cho tầng 17 này sụp đổ. Giờ phút này sau khi hiện thân, ánh mắt đảo một vòng, nhìn tầng 17 này dày đặc hài cốt. Chỉ có vị trí trung tâm là có một dòng xoáy thật lớn. Dòng xoáy này chính là cửa vào thông với tầng 18 sau khi tầng 17 sụp đổ lần trước mới hiện ra. Nhìn vào cửa ra, Vương Lâm than nhẹ. Năm đó hắn phải khó khăn vô cùng mới tới được nơi này. Hôm nay trở lại thì mọi chuyện đã biến thành vô cùng đơn giản rồi. Hắn còn nhớ rõ năm đó sau khi mở ra tầng thứ 18, Hoàng Long, phân thân của lão Chu Tước xuất hiện. Đầu tiên là ngăn cản mình bước vào tầng 18. Rồi sau đó Hoàng Long thay đổi chủ ý, ở bên ngoài thủ hộ để cho hắn tiến vào tầng 18 cảm ngộ. Khẽ lắc đầu, Vương Lâm bình thản đi vào bên trong dòng xoáy dưới mặt đất,
Bên tai lập tức nghe thấy những tiếng gào khóc kinh thiên, nhưng không có cách nào làm tâm thần hắn nhiễu loạn dù chỉ là một chút. Cho tới khi âm thanh gào thét kia chậm rãi tiêu tan thì Vương Lâm đã xuất hiện ở chỗ sâu nhất hắn có thể đi tới năm đó, tầng thứ 18 của phù văn tộc. Đây là một thạch thất lớn trăm trượng, bốn phía đen kịt, chỉ có ở chính giữa có một ngọn lửa yếu ớt, tỏa ra ánh sáng lờ mờ, dung hợp với bóng tối xung quanh khiến nơi này có vẻ hôn ám. Nhất là ngọn lửa lóe lên lại khiến cho bốn phía dường như có vô số vật quỷ mị lơ lửng, mơ hồ truyền ra những tiếng gào thét xuyên thấu linh hồn, thậm chí còn có một số u hồn quỷ mị như xương khói biến ảo ra, lượn lờ bốn phía, muốn đánh tới ngọn lửa nhưng vừa tới gần lập tức bị ánh sáng đánh cho sơ xác. Khi đó chính ở nơi này, Vương Lâm dưới sự trợ giúp của Hoàng Long hấp thu một tia bổn nguyên lực bên trong đó, cơ hồ đã khiến hắn muốn nổ tung. Ánh mắt hắn năm đó nhìn về phía ngọn lửa mang theo sự kiêng kỵ sâu sắc, trầm mặc trong chốc lát. Vương Lâm đi tới phía trước ngọn lửa, hắn đi tới gần, vô số u hồn trong chỗ hôn ám của thạch thất này lập tức tránh ra, những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên quanh quần, giống như Vương Lâm tiến tới khiến cho đám u hồn này sợ hãi tới cực điểm, lúc này vừa run rẩy vừa lui lại bốn phía, không dám tiến lên. Vương Lâm nhìn ngọn lửa này, lực lượng bổn nguyên lực bên trong đó cơ hồ đã khiến hắn muốn nổ tung. Ánh mắt hắn năm đó nhìn về phía ngọn lửa mang theo sự kiêng kỵ sâu sắc, trầm mặc trong chốc lát. Vương Lâm đi tới phía trước ngọn lửa, hắn đi tới gần, vô số u hồn trong chỗ hồn ám của thạch thấy này lập tức tránh ra, những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên quanh quần, giống như Vương Lâm tiến tới khiến cho đám u hồn này sợ hãi tới cực điểm, lúc này vừa run rẩy vừa lui lại bốn phía, không dám tiến lên. Vương Lâm nhìn ngọn lửa này, lực lượng bổn nguyên này trông thật sự nhỏ bé tới cực điểm, lại cực kỳ hỗn tạp, dường như bị người ta mạnh mẽ dung hợp lại, đối với hắn đã chẳng còn chút hấp dẫn nào. Tới tầng cuối cùng rồi, nơi đó rốt cục ẩn giấu điều gì? Chu Tước Tử năm đó từng nói rằng tầng 19 có một tia tàn hồn của lão tổ phù văn tộc. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, nhưng lão tổ phù văn tộc lại là nữ nhi của trưởng tôn. Nữ tử này năm đó bị Thanh Lâm phong ấn ở vùng đất yêu linh rồi, căn bản là không có khả năng có tàn hồn ở nơi này. Tay phải của Vương Lâm giơ lên, trực tiếp nắm lấy ngọn lửa, bổn nguyên lực mãnh liệt từ bên trong ngọn lửa chợt bộc phát, giống như muốn phản kháng, nhưng lực lượng của nó ngày nay đối với Vương Lâm mà nói thật sự không đáng nói nữa. Tay phải hắn vuốt mạnh một cái, ngọn lửa liền tan nát, hóa thành vài tia lửa lan ra bốn phía. Cùng với sự lan tỏa của nó, những u hồn đang ẩn nấp cũng tiêu tán sạch. Một cánh cửa hình tròn chậm rãi xuất hiện tại nơi mà ngọn lửa sụp đổ. Cánh cửa này lộ ra vẻ tang thương, vạn cổ, bên ngoài có rất nhiều phù văn, phong bế chặt chẽ. Số lượng ký hiệu ở nơi này rất nhiều, chi chít dày đặc, hiển nhiên là không phải tạo ra cùng một lúc mà qua vô số năm, thường xuyên bị người ta hạn ấn liên tục cho tới ngày nay mới đạt được số lượng này. Cho dù hỗn tạp nhưng những ký hiệu này lại dung hợp một cách quỷ dị với nhau, tạo thành một lực phong ấn rất mạnh, vừa phòng ngự ngoại nhân tiến vào đồng thời cũng có tác dụng phong ấn vật bên trong cánh cửa. Phong ấn này rốt cục là phong ấn kẻ bên trong hay phong ấn người bên ngoài, không ai biết được. Vương Lâm nhìn những ký hiệu này, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn đã biết phân thân của lão Chu Tước năm đó vì sao vẫn không thể tiến vào tầng 19 này, bởi vì lực lượng phong ấn này không ngờ đã đạt đỉnh điểm, có thể so với toàn bộ lực lượng của tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy. Muốn phá vỡ phong ấn này thì dù tu vi có đạt thiên nhân đệ ngũ suy cũng rất khó làm nổi, trừ phi là tu sĩ bước thứ ba. Trên Chu Tước Tinh không ngờ lại có phong ấn như thế này. Vương Lâm nhìn ký hiệu một hồi lâu, tay phải giơ lên, kim quang lóe lên trên bàn tay, hắn vuốt lên cánh cửa một cái, những tiếng răng rắc liền vang lên. Vô số ký hiệu kia dưới một cái vuốt này của Vương Lâm đồng loạt sụp đổ. Trong phút chốc, vô số phong ấn trên cánh cửa này hầu như mở tung toàn bộ, chỉ còn lại một đạo. Cảnh tượng này cũng chỉ có Vương Lâm ngày nay mới có thể làm được. Nếu ở trong quá khứ, phong ấn này đủ để ngăn cản cả vạn tu sĩ. Đạo ký hiệu cuối cùng trên cánh cửa cực kỳ đơn giản, là do một nét bút tạo thành, chỉ là một cái vòng tròn, nhìn rất tầm thường nhưng trên thực tế, Vương Lâm thấy đạo ký hiệu cuối cùng này mơ hồ lại ẩn chứa một luồng lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này vừa phong ấn kẻ bên trong lại vừa phong ấn cả khí tức. Nó phong kín khí tức bên trong, khiến cho trong đó dù là thứ gì cũng không thể truyền ra chút manh mối nào. Thậm chí ngay cả dưới ánh mắt của Vương Lâm, hắn cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong vòng tròn không ngờ lộ ra một tia kim quang, lộ ra một luồng tiên lực ẩn rất sâu. Ký hiệu này nó không phải thứ mà phù văn tộc có thể tạo được. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đạo ký hiệu cuối cùng, hít sâu một hơi, đồng tử trong hai mắt co rút lại. Không có bất cứ khí tức nào truyền ra từ ký hiệu này, nhưng dưới thần thức của Vương Lâm, hắn có thể cảm nhận được uy áp của ký hiệu này. Đây là uy áp của huyết mạch tiên nhân. Trong tích tắc khi cảm nhận được uy áp này, thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau vài bước, hai mắt lóe sáng, giơ tay phải lên, bàn tay tràn ngập kim quang, tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển, hóa thành một chỉ trực tiếp điểm về ký hiệu cuối cùng kia. Ký hiệu chợt lóe sáng, kim quang tràn ra, một luồng khí tức khiến Vương Lâm quen thuộc tới cực điểm mơ hồ truyền tới. Trong nháy mắt khi ngón tay sắp sửa hạ xuống, thần sắc Vương Lâm đại biến, tay phải lập tức dừng lại, hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi.
nhìn chằm chằm vào ký hiệu. Chuyện này không ngờ ở đây còn có cả cổ lực. Luồng khí tức làm hắn thấy quen thuộc đúng là đạo cổ, chính là khí tức của đạo cổ Diệp Mịch. Vương Lâm chấn động toàn thân, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy đoán kinh thiên. Đạo cổ Diệp Mịch bị một mũi tên của Lý Quảng bắn rơi mắt trái, tiêu tán trong tinh không. Mà nơi này lại có khí tức của đạo cổ Diệp Mịch, vậy chẳng lẽ phong ấn tầng thứ 19 của phù văn tộc chính là giữa mắt trái của đạo cổ sao? Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, hẳn là không sai rồi. Thứ vừa ẩn chứa lực lượng huyết mạch của tiên nhân, lại vừa ẩn chứa khí tức của đạo cổ thì trừ mắt trái của đạo cổ Diệp Mịch ra cũng chẳng còn vật nào nữa. Mắt trái kia vốn không có lực lượng huyết mạch của tiên nhân, nhưng sau khi trúng tên thì trên mũi tên có máu huyết của Lý Quảng, do vậy mới mang khí tức của huyết mạch tiên nhân, cuối cùng khiến hai khí tức này dung hợp. Sự dung hợp này cũng giống như trong cơ thể ta, tồn tại lực bài xích. Không biết phù văn tộc dùng thủ đoạn này lại hóa lực bài xích này thành một đạo phong ấn, khiến cho hết thảy mọi người trong thiên địa đều không hề biết mắt trái của đạo cổ Diệp Mịch không ngờ ở nơi này. Trái tim Vương Lâm đập thình thịch, hắn đã bị suy đoán lớn mật này làm cho chấn động. Nhìn chằm chằm vào đạo phong ấn cuối cùng trên cánh cửa, Vương Lâm hít thở thật sâu một hơi. Ký hiệu phong ấn này dung hợp khí tức của tiên nhân và đạo cổ, bên trong tràn ngập lực lượng bài xích, nhưng lại nhờ một nguyên nhân nào đó hình thành một ký hiệu hình tròn, khiến cho lực lượng bài xích này không bộc phát làm cánh cửa sụp đổ mà bị sử dụng trở thành phong ấn. Loại ký hiệu xảo diệu và quỷ dị này lại càng khiến Vương Lâm kinh hãi. Ký hiệu này chẳng khác gì đã mở ra một cánh cửa lớn cho hắn thấy một con đường khác khiến lực bài xích trong cơ thể tiêu tán. Loại ký hiệu cấm chế này sau khi dung hợp tiên lực vào khí tức đạo cổ thì người có thể mở được trong thiên địa này quá ít, trừ phi là người có cái dạng như ta hiện nay. Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tính, một lúc sau liền than nhẹ một tiếng, thần xác không khỏi lộ cảm giác phức tạp và hoang đường. Hắn cảm thấy trong cõi u minh có những vòng tròn luân hồi, tầng tầng lớp lớp liên hệ với nhau. Năm đó hắn rời khỏi Chu Tức Tinh, nếu không tới vùng đất yêu linh thì tuyệt đối không thể nào tiến vào trong vòng xoáy mà tới được La Thiên Tinh Vực. Nếu không tới được La Thiên Tinh Vực thì hắn cũng không có khả năng gặp được u minh thú mà tiến vào trong cơ thể nó. Nếu không gặp được u minh thú thì cũng sẽ không có khả năng có ý định bắt nó làm bổn mệnh thú. Nếu không có tất cả những chuyện này thì trong trận chiến đầu tiên ở Vân Hải Tinh Vực, hắn hiển nhiên cũng không được u minh thú nuốt vào trong cơ thể chữa thương, không gặp được người điên, lại cũng không nhận được huyết mạch tiên nhân, vì thế cũng sẽ không có lực lượng bài xích này. Hôm nay hắn trở lại Chu Tức Tinh, về địa phương nơi hắn ra đi, trở về điểm khởi đầu. Nhưng tại điểm bắt đầu này, hắn liền phát hiện ra tất cả mọi chuyện, chỉ cần phạm một sai lầm là hắn tuyệt đối không thể mở được tầng thứ 19 của phù văn tộc này. Trong thiên địa này cũng chỉ có mình hắn mới có thể là người mở ra được phong ấn này. Loại chuyện này khiến Vương Lâm vừa cảm khái lại vừa mê mang. Hồi lâu sau Vương Lâm mới nhẹ nhàng lắc đầu, không suy nghĩ tới những chuyện khiến hắn có cảm giác hoang đường này nữa mà đôi mắt lóe lên, tay phải chậm rãi giơ lên. Hắn không vận chuyển huyết mạch tiên lực cũng không điều động cổ lực mà đầy lực lượng bài xích trong cơ thể ra đầu ngón tay trỏ. Trong phút chốc, Vương Lâm liền cảm thấy thân thể đau đớn giống như có một thanh nhuyễn kiếm vạn vẹo trong cơ thể, từ bên trong cơ thể đâm xuyên ra cánh tay phải hắn, cắt nát kinh mạch huyệt nhục của hắn, thậm chí ngay cả xương cốt ở dưới nhuyễn kiếm này cũng run rẩy. Luồng lực bài xích này cuối cùng ngưng tụ bên ngoài ngón trỏ của Vương Lâm. Ngón trỏ hắn run lên, trán toát mồ hôi hột, sau một lát thở dốc mới dựa vào sự kiên nghị lớn lao khiến đầu ngón trỏ trong cơn đau nhức không run rẩy nữa mà trở nên cực kỳ vững vàng. Từ từ, đầu ngón trỏ của Vương Lâm liền hướng về phía vòng tròn trên cánh cửa điểm một cái. Trong nháy mắt khi ngón tay hạ xuống, lực bài xích trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm bộc phát, giống như là cảm nhận thấy đồng loại ở bên ngoài vậy, gào thét điên cuồng trong cơ thể hắn. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt nhưng ngón trỏ tay phải hắn vẫn không hề run rẩy chút nào. Toàn bộ ánh mắt hắn ngưng tụ lại ở trên đầu ngón trỏ của mình, không để ý tới lực bài xích trong cơ thể, chậm rãi điều khiển ngón trỏ tiếp xúc với ấn ký hình vòng tròn kia. Hắn muốn vẽ lại ấn ký này một lần đầy đủ. Đây chính là cách thức mở ký hiệu này ra. Mỗi một khi di động một chút, lực bài xích trong cơ thể Vương Lâm liền bạo tăng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng từ trên ký hiệu này không ngừng có lực bài xích theo ngón tay tràn vào cơ thể hắn. Loại cảm giác đau đớn này khiến toàn thân hắn toát mồ hôi đầm đìa, cũng có máu tươi tràn ra từ khóe miệng hắn. Nội tạng trong cơ thể hắn cuộn động, giống như sắp sửa tan nát. Loại cảm giác tiên thể và nhục thân bị xé rách này giống như là lôi linh hồn từ trong cơ thể một con người ra vậy. Sự thống khổ này nếu bản thân không trải qua thì rất khó có thể hình dung được. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua nửa nén hương. Bên trong cả thạch thất chỉ có tiếng thở phì phò của Vương Lâm. Ngón trỏ của hắn đã vẽ hơn phân nửa của vòng tròn, lúc này chỉ còn một chút mà thôi. Đôi mắt hắn đầy tơ máu, cả cánh tay phải nổi đầy gân xanh, từ xa nhìn lại giống như bị rễ cây quấn quanh, khiến người ta giật mình. Không chỉ có cánh tay phải của hắn mà trên mặt, trên người hắn cũng có gân xanh nổi lên, lúc nhúc lên, giống như lực bài xích đang muốn xé nát thân thể Vương Lâm mà lao ra ngoài. Vương Lâm cắn răng, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, chậm rãi không dừng lại chút nào từ từ chuyển động. Cùng với việc tiếp tục vẽ, lực bài xích trong cơ thể hắn càng ngày càng trở nên cuồng bạo,
Từ trong cơ thể hắn có những tiếng nổ bùng bùng truyền ra, vang vọng trong thạch thất này giống như tiếng sấm, chấn động quanh quẩn, chỉ còn thiếu một chút thôi. Tay phải Vương Lâm đã tê dại, loại phương thức hấp thu lực bài xích của vòng tròn này rất gian nan, giống như hắn phải ác chiến một hồi với tu sĩ bước thứ ba vậy. Thậm chí so với việc đó thì chuyện này còn gian nan hơn, ký hiệu này chỉ có thể dùng một phương pháp để mở ra, nếu chỉ có dùng tiên lực thì không mở nổi, chỉ có cổ lực thì cũng không mở được. Nếu không có cả hai thứ này thì có dù có hủy diệt cả Chu Tước Tinh cũng đừng hòng làm tổn thương tới ký hiệu này một chút. Thời gian trôi qua, một chút cuối cùng kia Vương Lâm hầu như phải dùng thời gian một nén nhang mới hoàn thành. Ngón trỏ tay phải hắn đi theo một vòng tròn hoàn mỹ, trong nháy mắt khi trở lại điểm bắt đầu thì một lực lượng khổng lồ từ trong ký hiệu ầm ầm tràn ra, lao thẳng tới cổ tay Vương Lâm. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể Vương Lâm bị cuốn về phía sau, bịch bịch lùi lịa mấy bước, thân thể tỏa ra những luồng sáng. Nhưng quang ảnh thuẫn vừa mới hiện ra thì chỉ trong chớp mắt liền vỡ vụn, Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, trong nháy mắt khi quang ảnh thuẫn vỡ tan thì cổ thần tinh điểm trên mi tâm hắn lóe lên, thiên hoàng lô biến ảo ra bên ngoài thân thể, ầm một tiếng, thiên hoàng lô vừa mới xuất hiện liền lập tức vặn vẹo, hơi ngăn cản một chút liền bị bắn ngược trở về, hóa thành u quang bay trở lại tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm lần nữa. Nhờ sự triệu tiêu của quang ảnh thuẫn và thiên hoàng lô, luồng lực lượng tràn ra từ ký hiệu khi đánh vào thân thể Vương Lâm đã tiêu tán đi không ít. Nhưng lực lượng này vẫn khiến hắn phải phun máu tươi một lần nữa, thân thể lui lại phía sau hơn 10 trượng, trực tiếp va vào vách thạch thất kích chấn, phát ra hàng loạt tiếng răng răng vang lên, chỉ thấy vách tường phía sau Vương Lâm lập tức lấy thân thể hắn làm trung tâm, hiện ra vô số khe nứt lan về bốn phía, ký hiệu hình tròn trên cánh cửa đá kia trong nháy mắt liền bộc phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ thạch thất, dưới ánh sáng chói lòa này, ký hiệu trên cánh cửa đá từ từ xuất hiện những vết nứt, dần dần, cánh cửa đá ầm ầm mở về phía sau. Cánh cửa đá mở ra, một luồng khí tức tang thương từ trong cửa đá thổi tới, tràn ngập bốn phía. Vương Lâm lau máu tươi ở khóe miệng, ngẩng phát đầu, liếc mắt một cái liền thấy phía sau cánh cửa đá là một vùng đen tối, giống như là một thế giới khác vậy. Nơi đó chính là nơi bí ẩn nhất của phù văn tộc, chính là tầng thứ 19. Khi cánh cửa đá mở ra, trong nháy mắt khi luồng khí tức tang thương kia truyền ra, một luồng hơi thở hỗn loạn trong đó liền bị Vương Lâm lập tức cảm ứng được. Hắn không cần nghĩ ngợi gì, hai tay giơ lên hướng về phía tường thạch thất phía sau vỗ mạnh. Tiếng ầm vang nổi lên, nương theo lực phản chấn, thân thể Vương Lâm liền bay ra, nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía cánh cửa đá đã mở. Trong phút chốc, cả thân thể hắn bước vào cánh cửa cả vạn năm sau khi phong ấn chưa từng có ai bước vào của phù văn tộc, tầng thứ 19. Trong tích tắc khi hắn tiến vào, cánh cửa đá trong tiếng ầm ầm liền từ từ đóng lại, ầm một tiếng liền khép chặt, Vương Lâm không quay đầu nhìn lại, hắn bị cảnh tượng trước mặt khiến tâm thần chấn động. Nơi hắn đứng nói một cách chuẩn xác thì không phải là tầng 19 chính thức mà là một thông đạo kỳ dị. Phía cuối thông đạo này mới chính là tầng 19. Thông đạo này là do những vòng tròn càng ngày càng lớn tạo thành, cứ cách một khoảng thì lại mở rộng ra. Nếu chỉ như vậy thì sẽ không làm cho Vương Lâm chấn động. Nhưng những vòng tròn này không ngờ lại giống hệt ký hiệu trên cánh cửa đá. Chúng toàn bộ đều do tiên lực và khí tức đạo cổ dung hợp lại mà thành. Đúng là bởi vì chúng tồn tại, bởi vì chúng tương liên với cánh cửa đá nên cánh cửa đá mới có ký hiệu hình tròn hiện ra. Nơi này rốt cục là làm sao mà hình thành nổi? Vương Lâm nhìn phía trước, dù hắn đã đi qua rất nhiều địa phương, thấy vô số thiên địa kỳ dị, nhưng lúc này tâm thần cũng phải rung động. Thông đạo do những hình tròn tạo thành này càng đi về phía trước lại càng lớn, bên trong đó ẩn chứa lực bài xích điên cuồng hơn, cũng có một luồng khí tức ác liệt dung hợp trong đó, khiến cho Vương Lâm càng đi về trước lại càng cảm thấy toàn thân như bị những thanh kiếm sắc bén chĩa vào. Bốn phía xung quanh thông đạo do vòng tròn tạo thành này là một mảnh đen kịt, không thể xem xét thấy gì. Nhưng Vương Lâm dùng mắt thường nhìn lại thì đồng tử trong mắt liền co rụt, mơ hồ có phát hiện. Bên ngoài thông đạo do những vòng tròn này tạo thành không ngờ lại là bùn đất, trong đầu Vương Lâm cảm thấy hơi quay cuồng, hắn vốn đang ở sâu dưới lòng đất Chu Tước Tinh, nhìn thấy bùn đất cũng là hiển nhiên, nhưng lúc này sau khi bước vào cửa đá, hắn mơ hồ cảm thấy dường như đang đi vào một thế giới khác, do vậy khi thấy bùn đất thì hắn lại có cảm giác không nói lên lời, trầm mặc trong chốc lát, hai mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nếu đã tới thì muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc như thế nào. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, nhanh chóng lao về phía trước, phóng vọt về cuối thông đạo, dần dần những vòng tròn phía trước Vương Lâm càng ngày càng lớn, hầu như đã tới mấy trăm trượng, từ bên trong truyền ra khí tức của đạo cổ và tiên lực càng ngày càng đậm, mà hơi thở ác liệt lại càng kinh thiên động địa, phát ra vẻ lạnh lẽo vô tận, nhưng bốn phía lại không hề có dấu hiệu bị băng hàn bao phủ. Không biết đã qua bao lâu, phía trước Vương Lâm chỉ còn một cái vòng tròn. Hắn khi đi tới cuối thông đạo này, mấy vòng tròn này đã đến lấy mấy ngàn trượng, giống như một khoảng trời nhỏ. Đứng ở vị trí này, Vương Lâm nhìn lại vị trí cánh cửa đá, chỉ thấy nơi đó vị vây trong tầng tầng lớp lớp vòng tròn. Vừa trầm mặc, Vương Lâm xoay người hướng về phía vòng tròn cuối cùng bước từng bước đi tới. Ầm một tiếng, hắn từ bên trong trung tâm vòng tròn đi trực tiếp vào trong. Hắn nhìn lên bầu trời,
bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, không có một gợn mây, không có gió, giống như là một bức họa màu lam được dán lên bầu trời. Nhưng ở bên trái bầu trời lại có một lỗ thủng rất lớn. Lỗ thủng này rộng mấy ngàn trượng, nhìn mà phải giật mình, giống như là một cái hố đen bị mở ra. Ở xung quanh mép còn có một vài mảnh vỡ rơi xuống. Trong lỗ thủng rộng mấy ngàn trượng này, hắn nhìn thấy một mũi tên dài mấy vạn trượng lộ ra một phần. Mũi tên này xuyên thấu bầu trời, nhưng không đâm xuống toàn bộ, mà bị mắc kẹt một nửa. Dưới bầu trời này là một mặt đất rộng lớn, trên mặt đất này không có núi non, chỉ có một bình nguyên trống trải rộng mênh mông, dường như đã từng có một sức mạnh hủy diệt toàn bộ nơi này, chỉ để lại tử khí mơ hồ quanh quẩn, vĩnh viễn không tiêu tan trên mặt đất. Vương Lâm xuất hiện trên mặt đất, đối diện với mũi tên xuyên thấu bầu trời ở phía trên. Vương Lâm đứng ngây ra ở đó, một luồng hàn khí từ xa phía trên bầu trời truyền lại, ầm ầm nhập vào mi tâm Vương Lâm, khiến cho thân mình Vương Lâm run rẩy kịch liệt. Mắt trái của hắn trong nháy mắt đau đớn kịch liệt, truyền thừa của đạo cổ, từng mảnh ký ức bị phá vỡ kia lại một lần nữa ầm ầm hiện lên. Dưới những ký ức cuộn lên như một cơn lốc này, mắt trái của Vương Lâm trực tiếp có máu tươi chảy ra, theo mặt chảy xuống quần áo. Lý Quảng kia đã bắn rơi mắt trái của ta, trong mắt trái kia có chứa ký ức nửa đời cùng với toàn bộ ký ức về cố hương của ta. Thanh âm thì thào trong đầu Vương Lâm lúc này càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một tiếng gào thét, trả mắt trái lại cho ta. Thân mình Vương Lâm run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ vật vã và mênh man. Những cảnh tượng trong ký ức kia hắn vĩnh viễn không thể xóa được. Trong những cảnh tượng đó, Lý Quảng đưa tay trái kéo dây cung, trên đó có một mũi tên, trong tiếng vù vù ngập trời, một mũi tên gào thét bay ra. Một mũi tên này phá tan không trung, mang theo sức mạnh thần thông đạo cổ vô biên, mang theo sức mạnh thân thể của hắn, mang theo mắt trái biến mất bên trong tinh hải mịt mờ. Hồi lâu sau, Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân mình chấn động lui về phía sau vài bước, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, nhanh chóng thổ nạp. Thời gian dần dần trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Vương Lâm thở ra một ngụm khí bẩn, lúc này mới mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn mũi tên trời bầu trời một cách phức tạp. Nơi này không có mắt trái của đạo cổ, chỉ có mỗi một mũi tên này. Vương Lâm nhìn mũi tên kia, hắn không thể không thừa nhận phán đoán của mình lúc trước chỉ đúng có một nửa. Trong thiên địa này, ngoài mắt trái của đạo cổ kia có thể có khí tức của đạo cổ tương đương với tiên lực trong cây cung, còn có một vật có thể có được lực bài xích này, đó chính là mũi tên kia. Vương Lâm nhìn vết máu màu đen đã khô ở đầu mũi tên kia, khí tức đạo cổ kia chính là từ trong vết máu này lan ra, đây chính là máu từ mắt trái của đạo cổ. Hắn còn thấy được đầu mũi tên này không phải có hình góc nhọn sắc bén, mà lại có hình tròn. Đây là một mũi tên không nhọn, hình tròn kia dường như là một ấn ký. Đã là bảo vật thì phải giấu ở một nơi mà không ai có thể tìm được, nhất là loại bảo vật mà bản thân không thể điều khiển thì lại càng phải giấu cẩn thận. Một khi bị phát hiện, có lẽ vật này sẽ mang tới họa diệt tộc, phù văn tộc, giấu kỹ lắm. Vương Lâm nhìn mũi tên trên không trung, hắn đã hiểu rõ. Mơ hồ trong đầu hắn chậm rãi hiện lên những hình ảnh. Những hình ảnh này nối liền với ký ức của hắn tạo thành một ký ức hoàn chỉnh. Trong hình ảnh này, bên trong vùng đất cổ mộ, đạo cổ Diệp Mịch kia vung tay thi triển thần thông vô biên, hóa thành thân thể đạo cổ khổng lồ. Trong khi đang chém giết vô số người ở phía trước, mũi tên của Lý Quảng gào thét lao tới, bắn rơi mắt trái của hắn, mang theo mắt trái của hắn bay ra khỏi vùng đất cổ mộ, ở trong tinh không hóa thành tầng tầng gợn sóng, lao thẳng vào hư vô. Mũi tên này rất lớn, rất lớn, quy lực ẩn chứa trên đó thậm chí có thể bắn rơi mắt trái của đạo cổ, càng không nói đến tinh không này. Trong lúc xuyên thấu tinh không, trong tinh không không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản, lúc đó hiển nhiên vẫn chưa có phong giới đại trận. Mũi tên kia trong lúc gào thét liên tục xuyên qua mấy tu chân tinh khổng lồ, trong khi những tu chân tinh kia sụp đổ, mũi tên này đã tiêu tan ở đằng xa. Nhưng trong lúc nó đang bay đi, có lẽ là ở giới ngoại, mà cũng có thể là ở giới nội, mắt trái ở trên đó tách ra, rơi vào bên trong tinh hải, không biết đi về phương nào. Khi nó bay vào giới nội, dư lực của nó không còn nhiều lắm, sau khi phá tan tinh không, tiến vào một nơi không biết là nơi nào, phá tan một thế giới đã được ai đó bố trí. Thế giới đó chính là thiên địa mà Vương Lâm nhìn thấy lúc này. Có lẽ nơi này đã từng có rất nhiều mãnh thú và súc vật, có lẽ còn có cả tu sĩ tồn tại, sức sống dồi dào. Nhưng vào ngày đó, khi mũi tên này bay tới, trực tiếp phá tan bầu trời, xé ra một lỗ hổng lớn ở trên bầu trời từ bên trong xuyên qua. Vì dư lực đã tiêu tan nên sau khi xuyên qua hơn một nửa, liền bị kẹt lại ở trong lỗ thủng trên bầu trời. Ngay khi mũi tên này đâm vào trong thiên địa, sát khí còn sót lại trên đó phóng ra. Sức mạnh này bộc phát ra trong nháy mắt, cùng với vết máu của mắt trái ở trên đó dung hợp với nhau. Sự dung hợp giữa tiên và cổ này tạo nên một sức mạnh kinh thiên động địa. Lực bài xích này vẫn chưa tiêu tan, mà ngay khi ngưng tụ lại ở trên đầu mũi tên này, bị ấn ký hình tròn ở trên đó hấp thụ hóa thành những vòng tròn theo mũi tên này tầng tầng hướng xuống mặt đất. Lúc mới đầu, những hình tròn này to ngang với mũi tên kia, rộng mấy ngàn trượng hướng xuống mặt đất phía dưới khuếch tán ra, nhưng càng ngày chúng lại càng nhỏ đi, cuối cùng khi rơi xuống mặt đất chỉ còn lại có ngàn trượng. Những vòng tròn kia xuyên thấu mặt đất, ở bên dưới mặt đất tạo thành những vòng tròn càng ngày càng nhỏ,
hình thành nên một thông đạo. Thông đạo này kéo dài vào sâu bên trong lòng đất, cuối cùng những vòng tròn kia chỉ còn to bằng nắm tay, giống như Vương Lâm nhìn ở trên cánh cửa đá. Trong khi những vòng tròn này khuếch tán ra, chúng còn hình thành một cơn lốc quét ngang thiên địa này. Dưới cơn lốc này, những ngọn núi ầm ầm sụp đổ, nước sông trực tiếp bốc hơi, lòng sông nứt vỡ, ngay cả biển ở nơi này cũng bị cuộn lên không trung, toàn bộ tiêu tan. Đáy biển bằng phẳng kia giống như bị một bàn tay khổng lồ vuốt vào, trong cơn lốc kia lập tức bị san bằng. Vô số mãnh thú ở nơi này trong sự kịch biến này toàn bộ tử vong, thân thể trực tiếp tiêu tan, thậm chí những tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết cũng không kịp phát ra, càng không nói đến thực vật, trong cơn lốc này đã trở thành tro bụi, bị cơn lốc cuốn đi. Còn có những tu sĩ có lẽ đã từng tồn tại, hoặc một người, một tông phái, hay là rất nhiều người, toàn bộ trong cơn lốc này lần lượt tiêu tan mà chết. Cơn lốc cuốn động thiên địa nơi này, hủy diệt hết thảy, khiến cho nơi này trở thành một mặt đất bằng phẳng có tử khí quanh quẩn như Vương Lâm nhìn thấy. Thiên địa này bị ẩn giấu ở trong thiên địa, có lẽ bởi vì tên lực có trong mũi tên này có tính chất đặc biệt, nên không ai có thể tìm đến được nơi này. Cho đến khi phong giới đại trận xuất hiện, cho đến khi giới nội giới ngoại triển khai mấy lần huyết chiến, thời gian trôi qua cho đến một ngày, có một người trong giới ngoại đã mơ hồ tính ra phương vị của mũi tên này, vì vậy đã có người của phù văn tộc tiến vào. Có lẽ con gái của trưởng tôn kia quả thật là có âm mưu với Thanh Lâm, nhưng mục đích thật sự của nàng chính là tìm kiếm mũi tên này. Phù văn tộc sau rất nhiều lần tìm kiếm, trong khi không ai phát hiện ra, đã tìm thấy được thiên địa chỗ của mũi tên này, nhưng bọn họ cũng phát hiện được lực bài xích không thể tiêu tan kia, hoàn toàn không thể điều khiển được. Bọn họ phong ấn nơi này lại, có lẽ trong đó cũng có sự trợ giúp của phong diệt tộc. Cuối cùng, bọn họ để lại một cánh cửa đá, cánh cửa này chính là nơi Vương Lâm tiến vào. Vị trí của cánh cửa kia cực kỳ xảo diệu, nó còn mượn vòng tròn ở trên mũi tên kia, dung hợp với vòng tròn cuối cùng nhỏ bằng nắm tay, tạo thành một đạo phong ấn thứ nhất ở trên cánh cửa kia. Bọn họ đang chờ đợi trưởng tôn của giới ngoại tự mình tới đây lấy mũi tên này, nhưng trong thời gian chờ đợi đằng đẵng, phù văn tộc đã xuất hiện kịch biến. Con gái của trưởng tôn bị Thanh Lâm phong ấn ở vùng đất yêu linh, phù văn tộc bị tứ đại tiên giới đổ sát, tan đàn xẻ nghé. Một bộ phận tộc nhân trở thành nô bộc của tiên nhân, trở thành tiên di tộc. Một bộ phận tộc nhân còn lại rời khỏi, đi tới Chu Tức Tinh này, sinh sống ở đó. Cánh cửa kia đã bị bọn họ chôn giấu ở nơi này. Theo năm tháng, chuyện này dần dần bị lãng quên, thay vào đó chỉ còn lại một truyền thuyết. Một truyền thuyết có liên quan tới tàn hồn của tiên tổ bị phong ấn bên trong tầng thứ 19 của phù văn tộc. Có lẽ trưởng tôn cũng đã từng tới đây, hắn đã bất chấp hết thảy để tiến vào trong giới nội, ngoài mục đích là để giết phong tôn còn là để lấy đi mũi tên mà phù văn tộc tìm được. Nhưng tiếng giống từ trong giới nội truyền ra đã cắt đứt ý nghĩ đó của trưởng tôn, khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm. Bị trọng thương cuốn ra khỏi giới nội, mũi tên này đã vĩnh viễn ở lại nơi này, bị phù văn tộc phong ấn ở đây, dần dần ngay cả Vân Tức Tử cũng không biết được chân tướng, cho đến khi Vương Lâm tới. Vương Lâm thở dài, hắn không biết phán đoán của mình có chính xác hay không, tất cả chuyện này đều là hắn ghép nối những chuyện mà hắn biết lại với nhau, có lẽ sự thật đúng là như vậy. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm đứng dậy bước tới một bước này, hắn đã đi tới bên cạnh mũi tên xuyên qua bầu trời lộ ra hơn phân nửa kia. Đứng ở bên cạnh nó, thân hình Vương Lâm thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, giống như một người đứng trước một ngọn núi. Hắn hít sâu một hơi, thân mình nhảy lên, khoanh chân ngồi trên mũi tên khổng lồ này, giơ tay phải lên điểm lên vết máu đã khô ở trên mũi tên này. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn nhanh chóng chuyển động, bắt đầu hấp thụ. Hắn muốn hấp thụ máu trong mắt trái của đạo cổ. Trong vết máu này ẩn chứa một luồng yêu khí cực đậm, yêu khí này đối với Vương Lâm rất có tác dụng. Ngay khi bắt đầu hấp thụ, Vương Lâm vung tay trái lên, lập tức cái khe chữ vật xuất hiện, pho tượng cổ yêu kia đứng sừng sững ở bên cạnh hắn bị tay trái của hắn ấn vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, vết máu của đạo cổ ở trước mắt Vương Lâm không nhiều lắm, hơn nữa thời gian đã lâu nên đã khô héo đi rất nhiều. Nhưng đây là máu tươi trong mắt trái của đạo cổ, trong mắt trái này ngưng tụ sức mạnh của cửu tinh cổ yêu, vì thế mặc dù huyết lực không nhiều lắm, nhưng đối với Vương Lâm vẫn còn tác dụng rất lớn. Cổ yêu lực từ trong vết máu này luyện hóa ra, theo tay phải Vương Lâm truyền vào trong cơ thể, đi thẳng tới pho tượng cổ yêu ở tay trái. Pho tượng cổ yêu kia tản mát ra hồng quang yêu dị, dường như là thức tỉnh lại, đang không ngừng hấp thụ. Một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến ngày thứ 10, có lẽ thời gian ở nơi này khác so với thế giới bên ngoài. Nhưng theo cảm nhận của Vương Lâm, suốt 10 ngày qua, vết máu của đạo cổ ở trước mặt hắn dần dần càng thêm khô héo. Nhưng pho tượng cổ yêu ở bên cạnh hắn trong 10 ngày này dường như có một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trong mắt trái của nó dần dần xuất hiện yêu tinh. 1, 2, 3 cho đến khi khối yêu tinh thứ 5 xuất hiện, hồng quang yêu dị từ trên thân thể nó lóe ra gần như chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Tới ngày thứ 11, vết máu khô của đạo cổ ở trên mũi tên kia phịch một tiếng tan rã, hóa thành một mảnh màu đỏ sẫm tách ra khỏi đầu mũi tên, tràn ngập ở phía trước Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, hắn không chút do dự vung tay phải, lập tức cuốn lấy mảnh máu tươi màu đỏ sẫm này, thu toàn bộ vào trong lòng bàn tay.
khiến cho bàn tay hắn thoạt nhìn giống như một huyết trường màu nâu. Hắn xoay người nhìn pho tượng cổ yêu kia, giơ tay phải lên, hung hăng vỗ lên thiên linh của nó. Ầm một tiếng, một trường này hạ xuống, toàn bộ máu tươi khô héo màu nâu trong lòng bàn tay Vương Lâm tan ra, toàn bộ dung nhập vào trong pho tượng cổ yêu này, khiến cho yêu khí của pho tượng này cuộn lên, gào thét kinh thiên. Trong khoảnh khắc này, năm khối yêu tinh trong mắt trái của pho tượng này nhanh chóng lóe lên, mơ hồ có vòng xoáy của tinh điểm thứ 6 hiện ra. Vòng xoáy này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành tinh điểm thứ 6 thực sự. Huyết dịch của mắt trái đạo cổ này không nhiều, mà theo thời gian đã tiêu tan không ít, nhưng ta vẫn còn một cổ yêu khác. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay trái bấm quyết mở cái khe chữ vật, trực tiếp lôi cổ yêu lấy được trên người huyết thần từ bên trong ra. Cổ yêu này bị phong ấn đang ngủ say, sau khi bị Vương Lâm lấy ra liền trực tiếp được phá bỏ phong ấn. Ngay khi hắn tỉnh lại, Vương Lâm giơ tay phải vỗ mạnh lên người hắn. Ầm một tiếng, yêu tinh trong mắt trái của cổ yêu này bất ngờ tan vỡ, hóa thành một luồng yêu lực vô biên, sau khi bị một trường của Vương Lâm đánh vào, lao thẳng tới pho tượng cổ yêu kia. Được luồng yêu khí này dung hợp vào, pho tượng cổ yêu đỏ sẫm kia như muốn chảy máu tươi, trong mắt trái đang có 6 tinh điểm lập tức hiện lên vòng xoáy của tinh điểm thứ 7. Dưới dư lực cuối cùng của vết máu đạo cổ cùng với gần như toàn bộ yêu lực của cổ yêu này dung nhập vào, trong mắt trái pho tượng cổ yêu của Vương Lâm, tinh điểm thứ 7 đã ngưng tụ thành hình. Theo lời hứa năm đó, Vương Lâm không giết chết cổ yêu của huyết thần tử mà lưu lại hồn phách của hắn, sau khi phong ấn liền cất vào trong khe chữ vật, sau khi rời khỏi sẽ thả hắn ra, nếu không tìm được mắt trái của đạo cổ, thì ta sẽ tự nuôi dưỡng một cái cho riêng mình. Vương Lâm nhìn pho tượng cổ yêu kia, một cảm giác máu mủ tình thâm tự nhiên dâng lên, hắn vung tay áo, đem pho tượng cổ yêu màu đỏ sẫm kia thu vào trong khe chữ vật. Làm xong hết thảy chuyện này, Vương Lâm cúi đầu nhìn mũi tên khổng lồ bên dưới, hai mắt hắn lóe lên tinh quang. Từ nay về sau, đây sẽ là bảo vật của Vương Lâm ta. Nếu phối hợp với cây cung của Lý Quảng, không biết uy lực của một tiễn này sẽ mạnh đến mức nào. Tay phải Vương Lâm chậm rãi đặt lên thân mũi tên. Hắn chịu đựng lực bài xích trong cơ thể, vận chuyển huyết mạch tiên lực trong cơ thể. Tiên lực này khẽ động, gân cốt toàn thân Vương Lâm đột nhiên chấn động, toàn thân lóe lên kim quang. Thân thể hắn trong khoảnh khắc này trở nên trong suốt, dần dần trong cơ thể của hắn hiện lên cây cung. Cây cung này giống như là gân cốt của Vương Lâm, ở trong cơ thể của hắn tản mát ra từng trận kim quang. Lúc này Vương Lâm chính là cây cung kia. Ngay khi cây cung này xuất hiện, mũi tên khổng lồ ở dưới chân Vương Lâm ầm ầm run lên, như thể cảm nhận được sự tồn tại của cây cung này. Một luồng tiên khí hùng mạnh ầm ầm từ bên trong mũi tên này tràn ra, bay thẳng tới thân thể Vương Lâm. Trong thời gian ngắn, Vương Lâm cảm nhận được một linh hồn vạn cổ tăng thương. Linh hồn này chính là hồn của mũi tên kia, dường như nó vừa thức tỉnh sau giấc ngủ say, ngay khi nhảy vào trong cơ thể Vương Lâm liền tiếp xúc với cây cung kia. Nhỏ lại, Vương Lâm vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Ngay khi hắn nói ra, mũi tên khổng lồ này chấn động mạnh, bất ngờ thu nhỏ lại. Trong lúc thu nhỏ, mũi tên này trực tiếp hướng xuống phía dưới, ầm một tiếng sau khi bay xuống mấy ngàn trượng mới dừng lại. Một bộ phận phía sau nó lại bị kẹt lại ở bên ngoài lỗ hổng trên không trung nhỏ thêm một chút nữa. Thanh âm Vương Lâm lạnh lùng, mũi tên kia chấn động, lại thu nhỏ lại thêm một chút nữa. Trong tiếng ầm ầm, mũi tên này trong lúc thu nhỏ lại từ bên trong lỗ hổng kia rơi xuống, đầu mũi tên lao thẳng xuống đất. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, trong tiếng nổ này, mũi tên kia cắm xuống mặt đất, đầu mũi tên đâm sâu vào trong mặt đất, thân mũi tên run lên ong ong. Ngay sau khi mũi tên hạ xuống, Vương Lâm liền lui lại phía sau. Lúc này hắn đứng ở trên 9 cái lông đuôi của mũi tên kia, 9 cái lông này rất mềm mại, Vương Lâm đứng ở trên đó thân thể cũng theo mũi tên này mà dâng lên hạ xuống không ngừng. Sau khi thu nhỏ lại 2 lần, mũi tên này vẫn còn dài chừng vạn trượng, từ xa nhìn lại giống như là một cây cột lớn đâm nghiêng vào trong mặt đất một nửa. Vương Lâm đứng ở trên những cái lông ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên bầu trời. Ở đằng sau lỗ thủng kia là một màn tối đen, không biết thông tới nơi nào. Trước mắt hắn, xung quanh rìa của lỗ thủng kia chậm rãi nhúc nhích, bất ngờ đang từ từ khép lại. Nơi này thật là kỳ dị. Vương Lâm cúi đầu tay phải bấm quyết, chỉ xuống mũi tên này nhỏ, nhỏ nhỏ. Mũi tên này lại run lên, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng trên đó có hào quang lóe lên, khi thân thể Vương Lâm hạ xuống, mũi tên này đã hóa thành nhỏ như bình thường. Vương Lâm đưa tay phải túm một cái, mũi tên này gào thét tới gần, rơi vào trong tay hắn. Cầm mũi tên này, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhìn thấy ở trên mũi tên này có 4 ký hiệu. 4 ký hiệu này rất dài, tràn ngập toàn thân mũi tên, phát ra từng trận u quang yếu ớt. 4 ký hiệu này có liên quan tới linh hồn, chắc chắn sau khi được gia tăng có thể làm tăng uy lực của mũi tên này. Một mũi tên của Lý Quảng năm đó bắn rơi mắt trái của đạo cổ, không biết linh hồn đã được gia tăng như thế nào. Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay trái điểm lên trán, trong phút chốc ở trên trán hắn hiện lên tinh điểm của cổ thần Thiên Hoàng Lô trực tiếp hiện ra. Thiên Hoàng Lô khổng lồ kia sau khi xuất hiện liền chậm rãi chuyển động, trong mắt Vương Lâm hắn nhìn thấy rõ bên trong cái lò này có hồn của 2 người, Nam Chiếu Thượng Nhân và Thiên Triệu Thượng Sư.
hồn của hai người này bị Vương Lâm trấn áp ở trong Thiên Hoàng Lâu này. Ta sẽ lợi dụng hồn của hai người này để gia tăng mũi tên này. Vương Lâm vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay trái chỉ về phía Thiên Hoàng Lô. Cái lò này chấn động mở ra, hồn của Nam Chiếu và Thiên Triệu trực tiếp bay ra, chưa kịp bỏ chạy đã bị tay trái của Vương Lâm cách không bắt lấy. Hồn của hai người này giống lên thê lương, bị Vương Lâm trực tiếp đặt lên trên mũi tên ở tay phải. Ký hiệu trên thân mũi tên kia lóe lên u quang kịch liệt, hồn của Nam Chiếu Thượng Nhân và Thiên Triệu Thượng Sư đột nhiên giống lên, dung hợp với hai trong bốn ký hiệu kia. Trong phút chốc, trên mũi tên này bộc phát ra một khí tức kinh thiên động địa, khí tức này rất mạnh, ngay cả Vương Lâm cũng phải động dung. Còn có hai đạo ký hiệu nữa. Còn về hồn phong ấn, Vương Lâm trong lúc trầm ngâm giơ tay trái túm vào hư không, cái khe chữ vật xuất hiện, từ bên trong bay ra một tòa lầu các lớn. Lầu các này chính là địa phủ của đạo cổ Diệp Mịch mà Vương Lâm tìm được trong vùng đất cổ thần. Lầu các này có một vài cửa sổ, năm đó Vương Lâm đã nhìn ra ở bên trong có phong ấn ba thần hồn rất hùng mạnh, không đến vạn bất đắc dĩ quyết không thể thả ra. Lúc này Vương Lâm nhìn chằm chằm lầu các kia, nhìn ba thần hồn ở bên trong, trầm mặc hồi lâu, không khinh cử vọng động, mà thu lầu các địa phủ này lại. Ba thần hồn này quá mức hùng mạnh, là kẻ địch mà đạo cổ đã phong ấn ở Cố Hương năm đó, với thực lực của ta hiện giờ một khi thả ra chắc chắn sẽ bị đánh trả. Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt Vương Lâm nhìn lên hình tròn ở trên đầu mũi tên. Hình tròn này Vương Lâm nhìn mất mấy canh giờ, đây chính là mấu chốt để dung hợp lực bài xích giữa đạo cổ và tiên ở bên trong mũi tên này. Hồi lâu sau, Vương Lâm thủy chung không thể nhìn ra kết cấu cùng với sự kỳ dị của hình tròn này. Hắn thầm than một tiếng, không quan sát tiếp nữa mà vung tay phải lên. Lập tức mũi tên này hóa thành một đám kim quang tiêu tan, chia làm 7 đạo kim quang, chui vào thất khiếu của Vương Lâm hoàn toàn biến mất. Sau khi thu lấy mũi tên này, Vương Lâm nhìn thoáng qua thiên địa ở nơi này, chân phải tiến lên một bước, thân thể dung nhập vào trong mặt đất, theo từng tầng vòng tròn vẫn còn tồn tại, đi tới cánh cửa đá ở phía cuối. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân sắc ung dung, không quá lâu sau dần dần theo những vòng tròn này không ngừng thu nhỏ lại. Sau khi quay về chỗ vòng tròn cuối cùng ở đằng sau cánh cửa đá, thân thể không chút dừng lại, tay phải vung về phía trước, cánh cửa đá kia ầm ầm mở ra, hắn trực tiếp bước vào bên trong cánh cửa đá. Lúc xuất hiện, đã quay về tầng thứ 18 của phủ văn tộc. Đứng ở tầng thứ 18, Vương Lâm quay đầu lại nhìn cánh cửa đá, vung tay áo, cánh cửa này lại đóng lại. Sau khi bấm quyết để lại rất nhiều đạo phong ấn, Vương Lâm liền chuẩn bị rời khỏi nơi này, phải luyện hóa đạo quả, khiến cho sinh tử, nhân quả, chân giả ba đạo bổn nguyên đại thành. Vương Lâm xoay người đang muốn rời khỏi, đột nhiên thân thể hắn dừng lại, than nhẹ một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn lên vách tường trước mặt, lúc trước khi hắn phá phong ấn trên cánh cửa đá đã bị lực xung kích từ bên trong đánh vào. Trên vách tường này có rất nhiều vết nứt, còn có rất nhiều đá vụn rơi xuống. Trong đó có một cái khe rất sâu, giống như xuyên qua vách tường này lộ ra cảnh vật đằng sau bức tường. Vương Lâm lúc trước bị cánh cửa đá kia thu hút toàn bộ sự chú ý, vẫn chưa lưu ý đến những manh mối trên vách tường kia. Lúc này khi bình tĩnh trở lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay chỗ kỳ dị. Ánh mắt hắn theo cái khe trên vách tường mơ hồ nhìn thấy ở phía ngoài hình như là một vùng trống trải tối đen. Khí tức từ nơi đó truyền đến xuyên qua cái khe này khiến cho Vương Lâm cảm thấy rất quen thuộc. Chiến trường vực ngoại, Vương Lâm thì thào, tầng thứ 18 của phù văn tộc không phải nằm dưới lòng đất của Chu Tước Tinh, mà ở trong chiến trường vực ngoại này. Vương Lâm đi tới vách tường phía trước, tay phải đặt lên ấn mạnh một cái. Trong tiếng rắc rắc, vách tường này càng ngày càng có nhiều vết nứt, cuối cùng ầm một tiếng, ở chỗ những vết nứt này nối liền với nhau trực tiếp vỡ tan, để lộ ra một lỗ hổng. Vương Lâm đứng giữa lỗ hổng đó, ở phía trước hắn không ngờ chính là chiến trường vực ngoại. Toàn bộ chiến trường vực ngoại vô cùng rộng lớn, dường như không có biên giới. Trước mắt Vương Lâm, hắn nhìn thấy một vài thi thể khổng lồ đã chậm rãi trôi nổi, hướng về phía xa xa lững lờ trôi đi. Ở bên trong những thi thể này còn có rất nhiều du hồn chui ra chui vào. Ở đằng xa dường như có một cơn lốc quét ngang, không phát ra tiếng động nào, nhưng lại có từng trận tiếng gào thét truyền vào bên trong linh hồn. Cơn lốc kia chính là do toàn bộ những du hồn này tạo thành. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn tản thần thức ra, nhìn thấy rõ ràng ở vị trí của mình lúc này bất ngờ cũng có một bộ hài cốt khổng lồ. Bộ hài cốt này không phải là người, mà là một bộ xương thú khổng lồ có hình dáng giống như là một con rồng. Vị trí của hắn chính là ở trên đầu của con thú này, vách tường bị hắn phá tan vừa rồi chính là một mảnh xương sọ nhỏ của nó. Lúc này hắn đứng ở trong đầu của con thú này, nhìn về phía trước. Nếu ở bên trong chiến trường ngoại vực nhìn về phía vị trí của Vương Lâm lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng ở xung quanh cái đầu khổng lồ này có vô số thi hài tràn ngập, chi chít cả một vùng rộng lớn, vô biên vô hạn. Cơn lốc du hồn ở đằng xa lúc này gào thét lao tới, nhưng ngay khi tới gần, vô số du hồn này dường như phát hiện được chuyện gì đó rất đáng sợ, nhất tề thét lên chói tai ầm ầm tản ra, mang theo một vẻ hoảng sợ lùi về phía sau lẩn trốn. Dường như Vương Lâm mang lại cho chúng một sự sợ hãi đến cực điểm. Vương Lâm đã từng nuốt hồn, kinh ngạc nhìn chiến trường vực ngoại. Hắn đã đi tới rất nhiều tu chân tinh, đã đi tới rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ ở trên một tu chân tinh nào nhìn thấy chiến trường vực ngoại như thế này như ở trên Chu Tước Tinh.
dường như chiến trường vương ngoại này thuộc về Chu Tước Tinh, chỉ thuộc về tu sĩ của Chu Tước Tinh mà thôi. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm tiến về phía trước, sau hơn 2.000 năm, lại một lần nữa tiến vào trong chiến trường vực ngoại đã làm cho hắn hồi sinh. Hắn không thể nào quên được năm đó sau khi mình bị lão tổ của Đằng gia giết chết, ở trong thiên nghịch được sự trợ giúp của Tư Đồ Nam, linh hồn đã tiến vào trong nơi này. Ở chỗ này hắn nhìn thấy Mã Lương đã chết, đoạt lấy thân thể của hắn, bắt đầu tái sinh. Hồi lâu sau theo thần thức của Vương Lâm không ngừng tràn ra, nhanh chóng khuếch tán khắp chiến trường vực ngoại này, hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, rất nhiều du hồn. Nhưng du hồn này toàn bộ thét lên chói tai lui về phía sau, muốn tránh khỏi thần thức của Vương Lâm, nhưng cuối cùng cũng không thể làm được, chỉ có thể ở dưới thần thức này mà run rẩy. Trong những hài cốt này có một phần là của những tu sĩ, nhưng nhiều nhất chính là của những con mãnh thú cổ quái. Những mãnh thú này Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy cũng phải hơn phân nửa. Phạm vi khuếch tán thần thức của hắn càng lúc càng lớn, đã vượt qua tất cả những nơi mà năm đó hắn đã từng đi qua, còn vượt qua tất cả những nơi mà tu sĩ trên Chu Tước Tinh đã tìm kiếm. Dần dần Vương Lâm càng lúc càng nhìn thấy nhiều hài cốt. Nửa ngày sau, thần thức của Vương Lâm như chạm tới biên giới của chiến trường vực ngoại, dường như có một lớp màng tồn tại khiến cho thần thức của hắn bị hạn chế ở trong nơi này. Ánh mắt lóe lên, thần thức Vương Lâm không dừng lại, mà hướng ra phía ngoài tàn mạnh ra. Tiếng ầm ầm kịch liệt ở trong chiến trường vực ngoại này vang lên ngập trời. Bên tai Vương Lâm dường như nghe thấy được những tiếng rắc rắc như kính vỡ, thần thức của hắn tản ra trực tiếp phá vỡ lớp màng ngăn cách kia, nhìn thấy thế giới ở đằng sau, vẫn là chiến trường ngoại vực, nhưng phạm vi lại càng lớn hơn nữa. So với khu vực ở bên trong lớp màng vừa rồi, khu vực ở bên ngoài giống như là biển cả so với sông suối. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn đứng ở đó tản thần thức ra vô tận ở trong chiến trường ngoại vực đằng sau lớp màng. Vương Lâm nhìn thấy những bộ hài cốt phát ra kim quang. Những hài cốt này, những kim quang này chính là của tiên nhân. Hắn thấy được vô số những bộ xương mãnh thú. Những bộ xương mãnh thú này vô cùng dữ tợn, còn có một khí tức hùng mạnh tràn ra. Hiển nhiên khi còn sống chúng có sức mạnh kinh thiên. Thần thức của hắn lại một lần nữa điên cuồng tràn ra. Vương Lâm nhìn thấy được rất nhiều thứ. Hắn nhìn thấy những bộ xương khổng lồ của văn thú, nhìn thấy những bộ xương của mãnh thú thậm chí to tới mấy vạn trượng. Tất cả những mãnh thú mà cả đời hắn đã từng nhìn thấy, ngoại trừ u minh thú, không ngờ đều có ở trong chiến trường ngoại vực đằng sau lớp màng này. Tâm thần Vương Lâm chấn động như nổi lên sóng lớn, thần thức của hắn lại khuếch tán ra. Sau khi quét qua những bộ hài cốt này, cuối cùng hắn cũng đã tìm tới biên giới thật sự của chiến trường ngoại vực này. Thần thức của hắn đã bao trùm toàn bộ phạm vi của chiến trường ngoại vực. Trong khoảnh khắc này, đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay khi thần thức của hắn bao trùm toàn bộ chiến trường ngoại vực, hắn phát hiện ra chiến trường ngoại vực này không ngờ là một mảnh vỡ khổng lồ. Mảnh vỡ này nối liền với Chu Tước Tinh một cách kỳ dị, dường như Chu Tước Tinh chính là từ nó sinh ra. Mảnh vỡ này rất hỗn độn, dường như là một phần của một thứ gì đó. Tâm thần Vương Lâm chấn động, trong khoảnh khắc này, trong đầu hắn hiện lên bí ẩn kinh thiên mà lão Chu Tước của Tứ Thánh Tông trước khi chết đã nói với hắn. Chu Tước Tinh là một phần của một cánh cửa. Lời nói này vang vọng trong tâm thần Vương Lâm, dần dần dung hợp với chiến trường ngoại vực mà thần thức của hắn đang xem xét. Ngay khi hiểu ra, hắn quan sát khắp chiến trường vực ngoại liền lập tức nhận ra chiến trường vực ngoại do một mảnh vỡ hóa thành này bất ngờ chính là một phần của một cánh cửa kỳ dị, cánh cửa mà Tứ Thánh Tông năm đó đã tìm kiếm. Rốt cuộc là cánh cửa gì? Lão tổ đời thứ nhất ở vùng đất Điên Lạc có biết chuyện này hay không? Vương Lâm đứng ở đó hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đè nén sự rung động trong lòng xuống. Trong lòng hắn dần dần hiện lên ngân y nữ tử kia. Sau khi nhìn thấy pho tượng Thất Thải đạo nhân, thần sắc nàng liền hoảng sợ đến cực điểm, phát ra những lời nói thê lương. Cánh cửa không phải là do ta mở ra, cánh cửa không phải là do ta mở ra. Vương Lâm trầm mặc, hắn không biết hai cánh cửa kia có phải là một không. Hắn chậm rãi thu thần thức lại, cuối cùng thu toàn bộ vào trong cơ thể, sau đó phức tạp nhìn thoáng qua chiến trường vực ngoại này, rồi mê man xoay người rời đi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.